ấy là cha lạc quan âm dẫn con xuống biển định cư hải hồ, ấy là con lạc cháu hùng, ấy là dòng giống tiên rồng năm xưa. Từ buổi hồng hoang, cha lạc long quân mẹ âu cơ chia bọn chúng trong con lên rừng xuống biển khai thiên lập địa, đến thời các vua hùng đi mở mang bờ cõi dựng nước dựng nước. Trong suốt 1000 năm bắc thuộc, dân tộc ta không chịu kiếp nô lệ, luôn nấu trong tim mối thù cướp nước, quyết tâm giữ cao ngọn cờ chính nghĩa giành lại quyền tự do cho dân tộc. Những trang sử vẻ vang ấy được nối dài thêm bước chân tay sơn thần tốc dưới ngọn cờ chính nghĩa của người anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ. Tất cả đã trở thành tượng đài bất hủ về tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam 4000 năm. Nam quốc sơn hà, Nam quốc
Thank you.